Born on January 15, 1951, in Nam Dinh, North Vietnam. He is the second oldest child in the family of seven children of Mr. Di Dinh Duan and Mrs. Lan Thi Nguyen. He married Nancy Duan in San Jose, California in 1980 after 2 years of patient weekend driving from Ventura up to San Jose to visit Nancy. They have two children together, a son, David Duan, a daughter, Dorothy Duan, and an 8-year-old grandson, Brendan Duan. Since childhood, Dewey was always studious. At the age of 18, he left Vietnam and went to the U.S. to study. He received both a Bachelor of Science in Electrical Engineering in 1976 and a Master of Science in Engineering in 1978 from the University of Texas at Austin, Texas. He worked as an oil reservoir engineer for Shell Oil in Ventura, California, and later as a petroleum engineer for Santa Fe Energy in Houston, California. He also taught at Gunderson High School in San Jose for several years. In his last job, he was a supervisor at a government food distribution facility in Santa Clara County, California. He earns the respect of all who have worked with him for his kindness, intelligence, and fairness. Dewey was a devoted husband, a caring father and grandfather, and one who loved all of his siblings, relatives, and friends. He always greeted everyone with a friendly smile and an open heart. He enthusiastically listened to people's stories and always responded to them with his genuine kindness and humor. He enjoyed a variety of scrumptious dishes and always gave sincere and kind compliments to the people who made them. He enjoyed watching wrestling matches with a kind heart. Even if his favorite wrestler or team didn't make it to the final round, he always supported the best wrestlers to the end. Dewey Duan is survived by his loving wife, Nancy Duan, son David Duan, my wife, Adrian Duan, my grandson, Brendan Duan, daughter Dorothy Duan, and her husband Thomas Lowe, older brother-in-law Phi Le, younger sister Kim Yung Duan, the husband Hwang Kim, younger sister An Tu Duan, younger brother Chan Duan, with wife Thuy Duan, younger brother Khan Duan, wife Tran Phan, younger brother Duan Duan, and many nephews and nieces. He will forever be in our hearts. Và sau đây là tiểu sử ông Việt ngữ đời chú, chồng cha ông em anh cậu và bác của chúng tôi là Dewey Đoàn Quý Duy đã qua đời vì đột quỵ vào ngày 26 năm 2022 tại San Jose, California. Ông hưởng thọ 72 tuổi. Ông sinh ngày 15 tháng 1 năm 1951 tại Nam Định, Bắc Việt Nam. Ông là con lớn thứ hai trong gia đình có 7 người con của cụ ông Đoàn Đăng Đề và cụ bà Nguyễn Thị Lan. Ông kết hôn với Nancy Vinh Đàm ở San Jose, Cali năm 1980. Sau 2 năm kiên nhẫn cuối tuần lái xe từ Ventura, miền Nam California để lên tận San Jose để thăm cô Nancy, cô Nga. Họ có với nhau hai mặt con, một con trai David Đoàn, một con gái Dorothy Đoàn và một cháu trai 8 tuổi Brandon. Từ nhỏ, Dewey đã có tinh thần hiếu học. Năm 18 tuổi, ông rời Việt Nam sang Mỹ du học. Ông nhận bằng cử nhân kỹ thuật điện vào năm 1976 và thạc sĩ kỹ thuật năm 1978 tại Đại học Texas tại Austin, Texas. Ông từng là kỹ sư điều chế dầu cho Shell Oil, hãng Shell Oil ở Ventura và sau đó là kỹ sư dầu mỏ cho hãng Santa Fe Energy ở Houston. Ông cũng đã từng dạy học tại trường trung học Gunderson ở San Jose trong vài năm. Được cô Nga cho biết là ông đã từng dạy Anh văn và toán ở tại trường trung học này. Trong công việc cuối cùng của ông, ông là giám sát viên tại một cơ sở phân phối thực phẩm của chính phủ thuộc hạt Santa Clara, California. Ông nhận được sự kính trọng và quý mến của tất cả
người đã làm việc với ông vì cái lòng tử tế, sự thông minh và sự công bằng của ông. Dewey Đoàn Phúc Duy là một người chồng tận tâm, một người cha và một ông nội chu đáo, và một người luôn yêu thương tất cả anh chị em, họ hàng và bạn bè của mình. Ông luôn chào hỏi mọi người bằng một nụ cười thân thiện và trái tim rộng mở. Ông luôn nhiệt tình lắng nghe câu chuyện của tất cả mọi người, và ông luôn đáp lại họ bằng lòng tốt và sự hài hước dí dỏm thật sự của ông. Ông thích thưởng thức rất nhiều món ăn hảo hạng và luôn dành những lời khen chân tình và thực tế đến với những người đã chế biến ra các món ăn đó cho ông. Đặc biệt, ông rất thích xem các trận đấu vật với một cái trái tim nhân hậu, dù đô vật hay đồ yêu thích của ông không lọt được vào vòng chung kết, nhưng ông vẫn luôn ủng hộ những đô vật giỏi nhất cho đến cuối cùng. Ông Dewey Đoàn Phú Duy ra đi để lại thương tiếc cho người vợ yêu quý là cô Nancy Huy Hoa và con trai David và cháu nội trai là Brandon, con gái Rachel Đoàn và chồng là Thomas Lowe, anh rể Phi Lê, em gái Kim Dung Đoàn, chồng Hoàng Kim, em gái anh Thư Đoàn, em trai Tránh Đoàn, vợ Thúy Đoàn, em trai Thanh Đoàn, vợ Trân Phạm, em trai Tuấn Đoàn và còn rất nhiều cháu trai và cháu gái của ông. Ông Dewey Đoàn Phú Duy sẽ ăn mãi mãi và mãi mãi ở trong trái tim của chúng ta. David, bây giờ chị mời em có một vài lời. Okay, so my eulogy for my dad, I like to share a couple of stories I have. Growing up with my dad, I had a lot of memories. My dad was a family man through and through. He spent a lot of time attending family barbecues with his siblings, his sisters, and his brothers. And he would go out to visit his family members from all the way from Milpitas and San Jose and drive all the way up to Fresno. Từ nhỏ tới lớn, tôi có rất nhiều kỷ niệm với lại cha của tôi. Cha của tôi là một người cha của gia đình, thuộc gia đình. Ông luôn luôn dành những thời giờ tham dự những cái buổi picnic, barbecue. Ông đến thăm các người thân từ Milpitas to Fremont. And he spent a lot of time with me, even taking me to his school when he was a teacher. I do have vivid memories being in his classroom in his high school class. And when I was young, I remember, because I was around the age of, I don't remember what age I was, but I was in grade school and I was young. I loved being in the classroom with all these high school kids because they knew that that was their teacher's son. So I made a point to kind of be goofy and funny, and I love to play around in front of the kids, and I embarrass my dad a lot in class. Rất là dễ thương. Thưa quý vị, như quý vị cũng vừa nghe David nói đó, một trong những kỷ niệm mà David rất nhớ về ba của mình là hồi David còn rất là nhỏ, nhất là trong cái thời gian em còn theo học ở trong trường tiểu học, thì em đã từng đi với chú Duy với ba của em vô cái lớp học mà chú dạy ở trường trung học. Thì bởi vì David biết đó là cha mình là một người giáo viên, nên chắc là David cũng nghĩ là mình có quyền để mà mình có thể coi như rằng là vui đùa mồm lĩnh trong lớp học. So I remember those days because they stood out to me, where I was sort of like a class clown. Even though I wasn't officially a student in class, I was the teacher's son. And the last day that I remember I was there, I was playing around and I was so excited trying to make an impression to the kids. I had an accident in my pants. I couldn't hold it. I needed to go to the bathroom and I needed to go, but I didn't want to because I loved making the kids laugh. And needless to say, that was the last day my dad let me go to school, at least the one I remember going to school with him, because he was the one that helped how to take care of me, but he was so embarrassed. Chuyện thật đó hả David?
a true story that actually happened? Okay. Để biết nói bởi vì David được cái quyền coi như rằng là con của một giáo viên, nên David đã vô trong lớp học. David làm giống như David là một đứa trẻ hề đó, một đứa clown, tức là nghĩ mình có cái đặc quyền đó bởi vì cha mình là giáo viên mà. Xong tôi được cứ dí dỏm đi nghịch ngợm ở trong lớp, nhưng không ngờ ngày hôm đó có một sự cố, một sự việc xảy ra là David đã khai bày tiểu tiện trong quần và làm cho chú Duy rất là quê, rất là mất mặt. Nhưng mà không sao, tuổi trẻ mà, con nít ai lúc nào cũng sẽ có một vài lần trong đời sẽ có những lúc mình không có kịp giờ để mà mình đi tiểu tiện nha. Mình đã chia sẻ cái đó. But I also remember other memories really of my dad to show how much of a hard worker he was. He spent a lot of time working for the family, and I remember so many days that he would tell me that he was working overtime. I learned the word overtime when I was in elementary school, and I appreciate what my dad did for us, because a memory that when my dad had recently passed, they would talk to me and said, the memory that sticks out to me is also when he would come home from work and I would give a massage for him every time he would come home from work, because he would literally bust his hump every day for his family. Một trong những cái đặc tính của chú Đinh Huy Đoàn Thu Duy là chú là một người rất là cần cù, chú làm việc rất là siêng năng. Ngoài những cái giờ tiêu biểu là 8 tiếng, tất cả mọi người trong chúng ta ở đây mỗi ngày có 8 tiếng thôi, nhưng mà chú đã làm phụ trợ thêm rất là nhiều giờ để có thể có đủ phương tiện chăm sóc cho gia đình. Thì David cũng nói thêm là có những người thân quen của gia đình khi nghe tin chú qua đời cũng đã chia sẻ, nói rằng là chú là một người gương mẫu và một người cần cù làm việc siêng năng. And remember, I was in grade school, so when I would give him a massage, I didn't know what I was doing, but I gave him a massage because my dad was so tired, so exhausted from work on his back when he would lay down. And even though I didn't know what to do, and I was giving my dad his back rub, I said, am I doing it right? Am I doing it right? And then my dad said, yeah, you're doing a good job. Keep going, keep going. And it would be like this sort of routine, this tradition every day after work. David là một người con rất là ngoan. Khi thấy bố mình làm việc mệt nhọc như vậy thì mỗi lần bố về là David đã đấm bóp lưng cho bố. Và David đã hỏi bố, bố thấy con đấm bóp cho bố về có tốt không? Bố nói cười, không. So another, the most recent memory I had though also of my dad was a few weeks ago. I took my mom out to her birthday, and we went to eat out at a Vietnamese restaurant in San Jose. And I remember that was the last day, the last night I was able to talk to him before he fell recently ill. And all I remember was saying goodbye to him before I put him inside the home into his bed, and I said goodbye. And when my family and friends talk to me about it, I say to them, I wish I knew the exact words that I said to him. I remember saying goodbye to him though. Vài tuần trước khi chú Duy phải nhập viện thì David có đưa mẹ, đưa gia đình ra ngoài ăn tiệc ăn để mừng sinh nhật của cô Nga. Thì trong cái buổi tối lúc đưa bố về đó thì cũng như thường lệ, đâu có ai biết là vô thường sẽ đến với chú sớm như vậy. Nên bây giờ David nghiêm lại thì không nhớ là cái lời cuối cùng mình nói với bố là gì. Nhưng mà David, I'm sure your dad remembers that night very well. Okay. Thank you. And I say that is because in life you don't really know when's the last time you're going to see your family, your friend, your loved one. But it's important to at least, even though you can't remember everything that you said to them, take a point to take notice to what the last thing you said to them is, because you may never end up remembering it, and it's something that you're going to want to hold on to. I'm glad that I was able to say bye to my dad that night, but I do wish that I was able to know the exact same words, word by word, what I said. And I think that's something that I think we should all like take notice that we have this chance to do.
Trong cuộc sống chúng ta không bao giờ có thể đoán được và biết được được rằng là vô thường sẽ đến với mình lúc nào. Nên David chỉ muốn chia sẻ với gia đình ở đây là chúng ta hãy nên trân quý những thời giờ chúng ta có với nhau. Và David ước gì có thể nhớ lại được những cái câu cuối cùng với bố, nhưng thôi bây giờ chỉ biết được rằng mình tận hưởng những giây phút được gì bên nhau là quý lắm rồi. So I just want to acknowledge and even though this is a eulogy for somebody that gives a passing, I think there are times like these to also recognize the people that are still around us, our family, our loved ones. So I want to at least give recognition for my mom that helped take care of my dad, especially over the last 23 years when he had his first stroke, to my sister who helped take care of my father for the last 23 years. My last memory when I think of my dad is also when I was young and he would watch television with me. We would watch, he would on TV, watch the news, lots of TV shows. And I remember him putting me on his knee when I was a little kid. And I remember him bouncing me on his knee. And that's something that I'll still take with me to for his final days. Và cuối cùng, David muốn nhân cái cơ hội này để xin tôn vinh cái sự kiên nhẫn và cái sự quyết tâm, cái sự thương yêu mà mẹ của David là cô Nancy Đoàn Huy Nga đã dành cho chú Duy trong suốt 23 năm nay, từ lúc chú đã bị đột quỵ vào năm 1999. Yeah. Okay. Thank you, David. And now, Dewey's daughter, Dorothy, will have a few words. Bố bị liệt toàn bộ nửa người bên phải.
bố mất khả năng làm việc, lái xe, viết và thực hiện tất cả công việc bình thường hàng ngày. Ngay cả khi bị mất khả năng vận động và chống chọi với mọi khó khăn, bố vẫn không đánh mất ý chí và tình yêu thương dành cho gia đình mình. Bố tiếp tục làm tất cả những việc bố đã làm trước đây, làm việc trồng vườn, đổ rác và cố gắng rửa bát với một tay, ngay cả khi chúng cũng không sạch. Chỉ nhờ của bố vẫn sắc nét và hoàn hòa hảo, bố vẫn hoàn tất việc khai thuế hàng năm rất chính xác khi chỉ đường đi và giúp các thành viên khác trong gia đình hoàn toàn các tài liệu và đơn xin việc. Bố đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng bố vẫn phấn đấu lâu dài và mạnh mẽ. Bố đã phấn đấu để ở bên gia đình trong suốt 23 năm. Con hiểu rằng những năm qua thật khó khăn đối với bố, và mặc dù con đã dành rất nhiều thời gian chăm sóc bố, nhưng con đã không đánh đổi thời gian quý giải đó với gì khác hơn. Con rất thích khi thấy bố đợi con đến chăm sóc. Bố còn vui mừng khi thấy bố cười và bắt bố sáng lên khi chúng ta cùng nói chuyện với nhau. Con rất vui nấu nướng món ăn cho bố. Bố thích yêu và bố đã cho con biết món đó ngon như thế nào. Mặc dù cho những thời gian đó con và bố không thể cùng nhau làm được gì nhiều hơn, nhưng con đã luôn tận hưởng những điều bình dị và giây phút hạnh phúc bên bố, vì con vẫn còn bố vào lúc ấy. Rất nhiều người hỏi tại sao con lại trở thành một người y tá. Con tin rằng bố đã mang lại và truyền cảm hứng nghề này cho con. Bố đã dạy con cách đối xử với mọi người, kể cả bệnh nhân. Bố đã dạy con tình yêu và lòng trắc ẩn. Bố đã dạy con cách làm chăm chỉ và kiên nhẫn. Bố đã dạy con sự quyết tâm trong mọi công việc. Bố đã dạy con nghĩa dịch thực của gia đình. Bố đã cho con biết con là ai. Bố con không biết hoặc không hiểu tình yêu của cha mẹ dành cho con cho đến con trở thành một người mẹ. Bây giờ con thực sự có thể hiểu được chiều sâu của tình yêu và sự hy sinh của bố. Con cảm ơn và biết ơn tất cả những gì bố đã làm và dành cho con. Con hứa sẽ tiếp tục và tôn vinh những hy sinh của bố bằng cách nào lo cho gia đình. Con sẽ chăm sóc mẹ Brad David và Brandon và gia đình tương lai của chúng con. Con xin bố hãy tìm em bé Olivia, cháu ngoại, và chăm sóc cho nó. Hãy cho nó biết là mẹ nuôi bố của bé rất yêu bé như thế nào. Con sẽ luôn yêu bố và tiếp tục làm cho bố tự hào. Con ôm bố vào lòng mãi mãi. Con chúc bố yên nghỉ nhàn. Thương bố nhé. Con gái của bố, Đôi Nhi Đoàn. Dearest Dad, it's me, Dorothy.
youngest in the family and your only daughter. I have been able to spend almost 34 wonderful years with you. When I was younger, I remember thinking you were such a tall and gentle giant. I have fond memories of you playing with me and helping me in my academics. You were especially good at math, and your goal was to always set us up for success. One of my favorite things we did was go to McDonald's with just the two of us. We both would enjoy hamburgers and french fries and agreed not to tell mom so that we wouldn't get in trouble. You were always a caring father who did his best to make his little girl happy. I remember you working very long hours, sometimes 16-hour days. You never really complained. You always put your family first. You were a hardworking husband and father who was dedicated to providing for his family. In 1999, you had a stroke. I was 11 years old. Our family's lives changed forever. The stroke impacted you. You became paralyzed on your entire right side. You lost your ability to work, drive, write, and do all the normal daily tasks. Even with the great loss in mobility and against all odds, you did not lose your will and your love for your family. You continued to do all the things you did before. Work in the garden, take out the trash, and attempt to wash dishes with one hand, even if they did not come out clean. Your memory was still sharp and impeccable. You still completed our taxes, were great with directions, and helped other family members complete documents and job applications. You went through so many struggles, but you still fought long and hard. You fought to be with us for another 23 years. I understand the last several years have been hard for you. And although I spent a lot of time caring for you, I wouldn't trade that time together. I enjoyed coming over, seeing you wait for me. I enjoyed seeing you laugh and your eyes light up when we talked. I enjoyed cooking your favorite dishes and having you tell me how delicious it was. Even though we could not do much together, I still enjoyed the simple things with you because I still had you with me. A lot of people ask why I became a nurse. I believe you brought and inspired this profession. You taught me how to treat others and patients. You taught me love and compassion. You taught me the principles of hard work and patience. You taught me commitment. You taught me the meaning of family, and you made me who I am. Dad, I didn't know or understand the love a parent can have for a child until I became a mother. I now can truly understand the depth of your love and sacrifices. I am thankful and grateful for all you've done for me. I promise to continue to honor your sacrifices by looking over our family. I will take care of Mom, David, and Brendan, and our future family. Please find Olivia, your granddaughter, on the other side, and take care of her for me. Let her know how much Mommy and Daddy love her. I will always love you and continue to make you proud. I hold you close to my heart forever. Rest in eternal peace now. Thank you, Dorothy. And now, Thomas Lowe, Dewey's son-in-law, will have a few words. But we may think of a Hello, family and friends. My name is Thomas, and I am Mr. Goh's son-in-law, and I'm married to his daughter, Dorothy Valchuk. My name is Thomas Lowe, và tôi là chồng của Dory Đoàn. Dory là con của chú Duy. Mr. Đoàn
major stroke almost 23 years ago, and his wife and daughter took on the main responsibility to care for him every day. Cách đây 23 năm vào năm 1994 và cô Nga và Dorothy cũng là David đã chăm sóc cho chú trong suốt 23 năm. I have been part of Mr. Jones' family for almost 6 years now, and I've also helped to take care of him in many ways. Tôi đã là thành viên của gia đình Hạ Đoàn trong vòng 6 năm nay. Và tôi đã cũng cố gắng trong cái khả năng của tôi để chăm sóc cho ông. I was raised by my parents to respect my elders and to take care of them when they get old. And Dorothy and I have done our best for Mr. Dung until his very last day. Ba mẹ ruột của tôi đã dạy dỗ tôi, nói rằng dạy tôi rằng là phải luôn chăm sóc những người già, những người khó tuổi. Và đặc biệt là những người có bệnh và tôi đã làm hết khả năng của tôi. I will always be grateful to Mr. Doe because he gave me the best gift ever 2 years ago. Tôi tri ân bố và đoàn Fuji đã cho tôi một cái món quà tuyệt vời. He gave me his blessing to marry his daughter. Ông cho tôi một ân huệ là được kết hôn với lại người con gái của ông. And I'm glad that we were able to have our traditional Vietnamese tea ceremony at his house, and he was able to celebrate with Dorothy and I in our family. Chúng tôi đã rất là hạnh phúc đã có một cái đám cưới tuy nhỏ nhưng rất là truyền thống ở ngay tại tư gia của bố mẹ vợ của tôi. As a police officer, we watch over people. Là một cảnh sát viên, trách nhiệm của tôi là luôn luôn bảo đảm cái sự an toàn cho người dân, cho mọi người. We keep people safe all day and all night. Chúng tôi bảo đảm cái sự an toàn đó cho mọi người bất kể thời gian và không gian, ngày cũng như đêm. Now I work in the schools and I watch over all the kids. Bây giờ hiện thời tôi làm ở tại một trường học và cũng như thế, đó là trách nhiệm của tôi là phải bảo đảm cái sự an toàn cho những các em hay là các nhân viên ở trong trường. Mr. John also had a watch. Bố vợ tôi được cái sự bảo đảm an toàn đó. In his watch, he traveled to America as a teenager and studied hard to graduate with multiple college degrees. Và bố vợ tôi đã du học qua bên Mỹ này. Bố vợ tôi đã du học qua bên Mỹ này và đã đạt được những cái bằng học như lúc đấy chúng tôi đã trình bày. He then worked many jobs to provide for his family until he could not work anymore. Ông đã tận tình làm việc để cung cấp được cho gia đình của ông. Mr. Dong, your watch is done, but I will take it over and continue from here. Bố ơi, bố đã bảo đảm cái sự an toàn đó cho gia đình của bố và đến đây bố có thể được giải thoát gia đình. I promise to take care of and watch over Dorothy and her family, so now you may rest in peace. Con tự nguyện và xin hứa với bố là con sẽ chăm sóc mẹ và các em. Thưa bà, gia đình, con xin lỗi. Thank you very much, Thomas. Và kính thưa quý vị, sau đây là đôi lời nói với chú Duy là hiền thê của chú là cô Nga, xin mời cô Nga. Và kính thưa quý vị, bởi vì bây giờ thời giờ không có còn nhiều nên Diệu Thanh sẽ chấm dứt cái phần chuyển ngữ nha.
Và mình sẽ cô Nga nói xong sẽ có thêm một hai lời phát biểu nữa và sau đó mình sẽ tiến đến phần làm lễ cầu siêu. Thưa quý vị, sau đây là em trai, người em kế của chú Đoàn Phú Duy, chú Đoàn Văn Chánh sẽ có đôi lời với người anh qua ô của mình. Mời chú Chánh lên đôi lời. Dạ vâng, và vì thời giờ nên chú Chánh muốn dành cái thời giờ còn lại 2-3 phút nữa để cho một người bạn rất là thân của chú Duy, đó là chú Nguyễn Hoàng, một người bạn học từ đại học. Cũng như mời chú Hoàng nhé. Xin chào quý vị, tôi là Nguyễn Hoàng, là bạn rất là thân của Duy. Và trước khi tôi xin được phép chia sẻ một vài câu chuyện về tình bạn của tôi và Duy, thì tôi xin có lời phân ưu với gia đình của Duy. Chia buồn với tất cả các quý vị và quý vị. Hôm nay tất cả chúng ta đã mất đi một người rất là thân yêu, là Duy. Gia đình của tôi, tức là gia đình bạn chồng và gia đình bạn rể đã quen nhau trước cái ngày mà tôi và Duy qua Mỹ du học. Tôi nhớ ở đó là khoảng 1969. Ba tôi hay đi làm ở nhà ở Biên Hòa và lên Sài Gòn đi làm công việc đó. Rồi tới trưa là ông mệt, ông tới nhà bác đệ. Sẽ có cái cao đó ở phòng khách, ông nằm đó, ông khò chừng tiếng, ông để em đi làm tiếp. Thì từ
là hai gia đình rất là thân nhau. Rồi cái ngày mà tôi ra phim trường con Mỹ đó, tôi Duy đã đi rồi, đi một năm rồi. Tất cả gia đình của bác đẹp đều ở phim trường, tôi đã đi hết hai bác sĩ. Ngọc, anh Phi, Tránh, Khanh, Tuấn, anh Thư, tất cả mọi người đều ở đó hết. Đặc biệt đó có một cái món đặc biệt và mặt cho vấn đề gái cho tôi là một cái túi bằng khâu bằng len đó. Thì bác rất là giỏi về theo quần theo áo, chắc là bác phải cả tháng trời theo trên cái túi. Thì bác bảo là con cần cái túi này có tất cả những cái gì cần thiết mang lên máy bay là vì nó nhẹ, còn mang cái vali đó là con nặng chết chứ không nói. Thì sự thật bây giờ mình đi mấy chục tiếng đồng hồ. Và mỗi lần mà tới phi trường phải nghỉ nhiều khi 6 tiếng đến 8 tiếng mà có chuyến xe mới mà đã lo lắng nó đi tới một cái chỗ mới không bao giờ mình tới, rồi rất là mệt. Nhờ cái túi đó mà mình nhẹ nhàng được một chút. Khi mà tôi tới phi trường ở Austin, Texas là Duy đã có ở đó với một người bạn khác tận hưng đón cho tôi về trường. Và Duy là người săn sóc cho tôi đúng rồi đấy. Và Duy giúp tôi thuê phòng ở, rồi giúp tôi ghi danh học, rồi ngay cả đi lên xe bus cùng với tôi để mình chỉ thành phố, rồi làm một cái tour cho tôi biết đi xe bus như thế nào, vì ở đó nó có xe. Nếu mà mình không có Duy chắc lên xe bus đi vòng rồi lạc còn còn về được chỗ cũ không ạ. Sau đó thì hai anh em đi học rất là siêng năng, ngày nào cũng vậy, sau lớp là vô thư viện học cho tới 10:30. Cho tới khi người ta chớp đèn tới buổi bé là anh em về cái chỗ ở để đi kiếm một cái ngọn đèn mà người ta bật lên cả 24 tiếng luôn. Hồi đó hai anh em học cho tới 12 giờ đêm. Sau đó hai anh em lấy đồ hộp ra, tôi với Duy lúc nào có đồ hộp nó sẽ khỏi. Tôi nhớ là Duy rất là thích ăn cá mòi ở trong cái hộp mà có tomato sauce á. Chị có nhớ không chị? Nhớ không? Không thích lắm, thích ăn cái đó. Ăn xong rồi bị đi ngủ. Rồi sau này thì hai anh em tôi và Duy và hai người bạn nữa thuê một cái nhà, rất là nhỏ, ở chung với nhau. Thì hồi đó Việt Nam rồi miền Bắc đã qua miền Nam rồi, lên cha mẹ không có toàn support được nữa, không có gửi tiền qua được nữa. Thì Duy là người đầu tiên đi kiếm việc làm những cái tiền giống như là 7-Eleven như đó. Duy có xin việc cho tôi, rồi hai người cùng làm, cứ thứ sáu học thành xong đi làm 8 tiếng, thứ bảy chủ nhật là có 6 tiếng luôn. Rất là mệt mỏi, cho tới thứ tư thì mới thấy khỏe lại, thì thứ sáu là phải đi làm rồi. Nhưng mà vui, tại vì ở chung thì nấu ăn, người làm chuyện này, người làm chuyện kia rất là vui. Có một lần á, tôi kể chuyện này, chuyện vui, là Duy không biết uống bia, tôi thì tôi mua bia về lại, người ví dụ Duy uống từng mấy ly rồi đó, ông xỉn rồi cái chọc ông, tôi nói Duy, bởi đó là có nhiều bạn ở chung quanh. Tôi nghe mấy người này nói là ông có khẩu súng mà không biết bắn nó, ông hoài không biết bắn nó. Thế ông giận lắm, ông tự cái mà. Ông không biết bắn hả? Ok, cậu ngồi đây. Duy bảo tôi là cậu, coi như em. Tôi lấy cái khẩu súng, tôi bắn cậu. Nếu mà cậu chết là cậu phải bao tôi một steak điên rồi. Một bữa ăn. Là mọi người cười, biết là ông sẽ chết rồi, sao mà vẫn bao steak điên nữa phải không? Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Sau mỗi người đều đi học, Duy học về petroleum, còn tôi thì về điện. Duy học giỏi lắm ạ, Duy làm việc rất là giỏi và như David nói là rất là thực tế, nào cũng có nụ cười trên mặt thành thực. Mấy ông quá cũng thương lắm, không cho tăng chức tăng lương. Rồi đó là tôi mua một cái nhà 50 ngàn, là lớn lắm mà thấy nó có 4-5 ngàn, 50 ngàn, không có mình như được như Duy. Duy nói với tôi là đừng có lo, cậu để đó tôi giúp. Ngày hôm sau lên nhà băng là Duy nói với họ là đây là em bảo của tôi.
tôi muốn câu sai những cái lô này cho em của tôi. Giờ đó mọi người vui được về nhà. Thì quý vị đã tôi biết Duy là bạn bè rất là thân và Duy đã làm được những cái việc mà giúp đỡ tôi và nhiều người khác không thể làm được như vậy. Cho nên ngày hôm nay Duy đã đi rồi, tôi cũng rất là nhớ Duy, rất là nhớ cái chuyện mà Duy đã làm để giúp đỡ tôi. Xin cảm ơn quý vị. Xin chân thành cảm tạ chú Nguyễn Hoàng đã chia sẻ những cái kỷ niệm và những cái chú đã có với lại chú Duy, rất là chân thành. Gia đình xin cảm ơn chú rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Ni Sư Nguyên Thiện, viện trưởng tu viện Huyền Không và phái đoàn của tu viện. Kính thưa quý vị khách, quý thân bằng quyến thuộc, nội ngoại và quý thân hữu, trong suốt gần 2 tuần qua, kể từ khi chú Dương Đoàn Phú Duy ra đi, gia đình chúng con, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình thương yêu của quý vị. Có mặt ở đây cũng như quý vị ở xa, có nhiều quý vị đã gọi điện thoại, chia buồn, an ủi, gửi vòng hoa. Cái tấm chân tình này chúng tôi chân thành tri ân. Dẫu biết rằng vô thường có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, nhưng vô thường đã đến với chú Duy, đã để lại một cái sự trống rỗng và sự đau thương cho cô Nga và cho toàn thể gia đình. Tuy nhiên sự hiện diện của quý vị đã đem lại cái sự an ủi cho gia đình trong cái giây phút đau khổ này. Và trong buổi tổ chức này, nếu có những khiếm khuyết gì, xin quý vị liệt tham thứ cho. Xin chân thành cảm tạ. Và bây giờ chúng con xin cung thỉnh Ni Sư Nguyên Thiện và phái đoàn lên cử hành lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và sau cái buổi lễ này, chúng ta sẽ di quan về nghĩa trang Los Gatos Memorial Park. Chúng ta sẽ rời đây vào khoảng 12:40 cho đến 12:45. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi trước hết là tu viện Huyền Không và đến đây trước là có cái nhân duyên tụng kinh cầu siêu cha Hương Linh, và sau nữa là cũng được tham dự trong một cái đám tang của một người con Việt sống xa quê hương. Và chúng tôi không có được tham dự từ đầu đến cuối những cái lời cảm nghĩ, những lời tâm tình của những người thân cũng như bạn bè. Nhưng mà qua đó thì chúng tôi cảm nhận được một điều là bác đoàn Phú Duy hát dân là Quảng Liệu Trí, tức là một người rất là tuyệt vời đối với gia đình, đối với con cái, đối với xã hội, đối với cộng đồng, và sống lúc nào cũng để lại một cái tình yêu thương cho những người thân. Và giờ này lát ở đây thì người thân yêu của mình đã nằm trong lòng đất lòng, và cái gì còn lại với nhau là tấm lòng, là yêu thương, là tha thứ, là cảm thông và thấu hiểu với nhau, giúp đỡ nhau trong những ngày mình còn có thể. Bởi vì một mai kia ai cũng vậy, và mình cũng vậy. Cho nên chúng tôi xin thay mặt chư ni cũng như đàn trà tu viện Huyền Không vô cùng ngưỡng mộ, cảm kích một người con Việt Nam sống xa quê hương thật sớm và đứng lên vượt ngành làm một tấm gương cho gia đình, cho xã hội và cho cộng đồng người Việt.
Một lần nữa, xin tri ân tất cả quý vị có mặt hôm nay. Ai đi và Phật. Dù nằm đó nhưng mà cảm thức rất biết một người bạn, một người thân tặng cho mình một cành hoa như là một tấm lòng tươi như hoa, trong như hoa và đẹp như hoa. Cho nên xin quý vị ở dưới một chút nữa chúng ta đứng lên và nhổ một cành hoa đi theo như là Phật. Luân hồi nhẹ bước về tay.
Để từ chúng con chỉ thành cầu nguyện hương linh đoàn phú duy pháp danh quảng liệu trí. Nguyện sanh Việt Nam cư trú xã báo thân tài mỹ bất thượng thọ 72 tuổi. Nguyện hương linh mỗi bước chân đi vào cõi tình đồ, mỗi cái nhìn thấy lại pháp thân. Nguyện cầu hương linh ơi, hãy về sống thảnh thơi nơi miền tình cận. Nguyện hương linh đắc tình đồ cao siêu và phù hộ cho gia đình thân thuộc được an ổn. Nguyện hướng lên kể từ đây xin nhẹ bước về Tây Phương tịnh độ. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát. Ma Ha Tát. Say Amen.
Đạo sư A Di Đà Phật.
Và bắt đầu chúng ta cho hương lên đi nhiễu một vòng. Và sau đó thì bà con ở dưới đi lên để thăm hương lên nhập thân. Và trước khi chúng ta đẩy mắt và đi qua. Nam Mô Phật lễ Bồ Tát.
Tát Lê Tổ Tiên Ông Bà. Lẽ chư vị tiên linh nơi nghĩa trang này, nguyện hướng lên đoàn phú duy pháp dân quảng liệu trí, nguyên sanh tại Việt Nam cư trú, đã xả báo thân tại quê người, hưởng thọ 72 tuổi. Nguyện hướng lên lai đạo mộ phân, thiên pháp văn kinh dị kỳ siêu độ. Thank you.
Xong rồi.
that we have granted. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình chúng con thành tâm bái tạ ân đức. Ni sư Nguyên Thiện. Nguyện chủ tu viện Thiền Không và ban hộ niệm của chùa đã cử hành lễ an táng viên mãn cho ông Dewey Đoàn Phú Duy. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mỗi người sẽ cầm trong tay của mình một đóa hoa để mình đem đóa hoa này để dành cho anh em. Mỗi người đi ngang qua gia đình chúng ta phát cho mình. Xin có vài lời. Thưa quý vị, chúng ta là đến đây và để đưa tiễn những người thân của mình cuối cùng. Và khi một người ra đi đó thì chúng ta rất là ngậm ngùi, và chắc chắn trong lòng chúng ta có những điều mình nghĩ rằng ồ phải chi, giá mà thì cái đó là ai thế nào cũng có. Cho nên là khi mà mình sống với nhau, mình sống thật là tốt. Mình sống là tốt thì khi mình người thân mình ra đi mình cũng thương, nhưng mà mình đỡ hối hận. Vì chúng tôi là ở trong chùa và gặp rất là nhiều cái trường hợp khi mình sống với nhau mình không có tha thứ cho nhau. Một cái chuyện nhỏ thì mình cũng không tha thứ thành ra cái chuyện lớn. Và khi nhiều khi người ta buồn quá, bị stress rồi lâm bệnh, rồi cái bệnh đó mỗi ngày nó mỗi tăng và cái sức khỏe nó giảm dần, và cái ngày ra đi họ là cần kề hơn. Cho nên một còn cái thời gian rất là ngắn, chúng tôi chỉ có vài lời khuyên tất cả quý vị mình là xa quê hương và đến đây một cái quê hương thứ hai, và mình sống mình cũng phải làm lợi ích cho nơi đây và nhất là gia đình của chúng ta. Thì tôi hy vọng rằng một cái người ra đi mà mình có cái sự đưa tiễn, và chúng tôi là tài tu viện Hiền Không và luôn luôn là sẵn lòng chào đón quý vị và đến để nghe pháp. Và mỗi tuần là có một thời pháp, và một thời pháp như vậy quý vị biết nó tội mở, nó giúp cho mình sống nó tờ dị lắm. Phải nói là chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp của gia đình và đến chùa để nghe pháp, nhất là các bạn trẻ. Và nhiều khi cái chuyện tha thứ với nhau là một chuyện rất là dễ dàng, nhưng mà không ai nhắc mình, rồi mình quên chứ mình không tha thứ. Để không tha thứ thì nó vứt lại, rồi mỗi ngày nó âm thầm, nó lặng lẽ, nó len lỏi, nó đi vào, nó đục khóa ở trong cái nội tạng của mình, nó bào mòn cái năng lượng thiện lành, nó bào mòn sức khỏe của mình. Rồi mình sống rất là vất vả. Cho nên chúng tôi rất là thương và thiết tha mong quý vị, và mình lớn thì nhắc cho con cái cũng như bạn bè là chưa làm thế nào sống phải biết tha thứ. Tại vì ai cũng có lỗi hết á, mà ai cũng có lỗi, và ai cũng có những cái điều mà còn khiếm khuyết. Cái quan trọng là chúng ta làm sao đó để mình nhìn ra mà tha thứ cho nhau. Giống như chúng tôi cũng vậy, nhiều khi đệ tử, nhiều khi Phật tử họ cũng làm mình rất là buồn, nhưng mà mình phải dành lòng mình tha thứ. Thì cái tha thứ đó, cái năng lượng tha thứ làm cho mình và người đó trở nên gần hơn. Và cái điều thứ hai nữa mà nói đến cái sự tha thứ, nhiều khi không phải là mình thương người đó mà mình tha thứ, mà mình thương mình. Mình thương mình cho nên mình phải tha thứ.
tại vì mình không tha thứ cho người kia thì nỗi khổ đó nằm ở trong trong đây. Tự nhiên hồi của bà mà nó làm cho cái sức đề kháng của mình nó bị giảm cái gì đó. Nhất là bây giờ là dịch bệnh mà rất là nhiều cái chuyện đó là quý vị biết rồi. Cho nên làm sao sống phải healthy, phải sức khỏe, phải có tràn đầy cái năng lượng tha thứ này, yêu thương này, nhớ ơn, tri ơn. Đó là những cái mà một cái kháng thể đó là nó làm tăng được, làm tăng trưởng cái đề kháng của mình. Ở cho nên chúng tôi mong là quý vị cứ sống như là cho tốt như là được. Đây có bài là có rất là thời gian rất là ngắn ha. Thì xin mời quý vị các bạn rạng về chùa ngày chủ nhật, mình có ăn cơm chay và mình nghe pháp, nghe một thời pháp ngắn. Thì thực sự mà nói là đợi dữ lắm, quý vị đợi dữ lắm. Và có nhiều gia đình nhiều khi là rối rắm, rồi tới nhiều khi không có cơ hội để nhìn lại đó. Không phải là nhỏ, không có nghe nữa. Đó, nhiều khi rồi nhà tuổi nào, của tuổi nào cũng còn ha. Tụi nào cũng thiếu cái sự tha thứ hết. Nhưng mà mình lớn thì đỡ hơn. Sí. Mauro y Capi. Phật sự viên thăng. Là nhờ ân đức của quý sư tập tầm cho lai tâm được thưởng. Di Đà Phật. Bây giờ mình làm đây là hương lên. Mời mọi người cứ tuần tự. Mời mọi người tuần tự. Chị ơi đưa đây cho nói cho tôi. Dạ vâng dạ. Dạ. Dạ thưa, ở đây là cái tứ đài thôi, thể trở về cát bụi, còn nói theo ngoài đời thì linh hồn. Nói theo trong chùa thì hương linh. Tức là hương linh thịt về chùa. An
cúng tại chùa, mỗi ngày nghe pháp, nghe kinh, rồi từ từ chừng nào muốn đi cõi nào đó thì đi, muốn đi cõi nào lần thiền thì tròn mà đi, nhưng mà về chùa, dạ về chùa làm lễ ăn, đến làm ăn thì nha. Chúng con sẽ gặp. Dạ. Quý vị trong tăng trong gia đình cũng như tất cả các bạn bè xa gần đã không quản ngại đường số đường xá xa xôi và công việc bận rộn trong tuần như thế này mà đã về tới chùa để làm lễ cũng như đưa chú của chúng cháu và thứ nhất là chú trong xóm hoặc là cha chồng ông của chú đến nơi ăn nghỉ chú cùng thì một lần nữa chúng cháu xin đại diện cho I want to make a real quick video about my contribution and respect, you know, to Uncle Dewey Doan. Dear Uncle Dewey Doan, I want to make this video, real quick video about you, just to, you know, remember you. This video should have been uploaded a while ago. Also, I want to send you a message. You are a very good and kind person to everyone. I heard that you got a heart. You got a stroke in 1999, and that was the biggest change of your life. I was around a 1 year old boy, and I could not do anything to help you. I heard your body was half paralyzed from the severity of the stroke. I am still very impressed that you still do many things with a disability that other people can't do with or without a disability. I understand why your life is in that certain situation and what you have been through. From tough life circumstances and dealing with stress, I know why are you suffering from these health issues. Leaving Vietnam for the USA is almost impossible, but you managed to do it. You were a very strong and impressive person because you have to endure your disability for 23 years. Living being half paralyzed isn't easy at all. I couldn't imagine dealing with that. To be honest, most people would give up, while you don't give up that easily and still, you know, take care of your family. You deserve a better life quality than this and don't deserve this suffering. I know you are a husband, grandfather, brother, cousins, etc. Without you, who knows where your family or I will be today. But your help has made a huge difference to everyone. Because I know you have health issues for many years, I felt scared and worried for you. And this strongly encouraged me to always watch out for my weight and to stay healthy because I don't want to end up very similar to your situation. In 2018, I lost so much weight and looked very skinny to really avoid, you know, being overweight. And I know that being overweight or underweight is not healthy at all. When you see me looking very skinny around 2018 or 2019, you encouraged me to gain some weight to look nice and healthy again. I listened to your advice and this helps me to be on the right track and I feel happier than I did before. I feel less tired and smarter, you know, thanking you for your helpful response to my mistake. I want to say thank you for letting me use you as an example to help to finish my quest project from high school, you know, 6 years ago. My quest project is eating highly processed foods and how they ruin people's health, such as, you know, gaining excessive weight. Uncle Dewey, I want
your permission to use you as an example of why people need to stay to have a healthy weight, not eat too much junk food and need to exercise. Sorry, I can't ask you this in person because I am too busy with my life, so I can't visit you often to talk to you. I want to send a message to people who view this video to help them out so they don't end up like you, Uncle Dewey. My tips to you, viewer, is to always exercise at least, you know, 20 to 30 minutes a day and always watch your weight nutrition. I know that 20 minutes of exercising may not seem a lot to you guys, whether you're busy or not. Trust me, having a good health, not only you live long and happy, but you will also avoid your paying high bills. And I want to, you know, end off this video here, you know. Comment below, you know, what you think about this stuff. I mean, if you're his family, or if you just happen to know him, or if you run into him, just let me know, you know, to be honest. Thank you all for being here, and I hope you enjoyed this long video about this, you know, his, you know, ceremonies and all stuff. But yeah, goodbye.